Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Trân trọng kính chào quý học viên lớp sơ trung đẳng Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Kính thưa liệt quý vị, mời quý vị trở lại với nội dung Duy Ma Cật Sở Thuyết. Trong phẩm Chúng Đệ Tử này, chúng ta đang dừng ở một vị thánh giả tiếp theo, đó chính là Tôn giả A Nan. Thưa liệt quý vị, chúng ta biết Tôn giả A Nan là một vị thị giả, cũng là người em họ của Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni. Đức Thế Tôn cao 1m82, Tôn giả A Nan cao 1m80. Đức Thế Tôn có 32 tướng tốt thì Tôn giả A Nan có 80 tướng tốt. Độ chừng lúc bây giờ Đức Thế Tôn khoảng hơn 50 tuổi, Ngài cần có một người phụ giúp ở trong những việc sinh hoạt, cũng như là quán xuyến khách khứa hoặc là tứ chúng đến học đạo. Do vậy cho nên Ngài cần có một vị thị giả. Và chư vị trưởng lão hiểu Đức Thế Tôn muốn ngầm ý nhận ai là một vị thị giả. Các ngài tiến cử Tôn giả A Nan, bởi vì Tôn giả A Nan có nhiều đức tính của một vị tôn giả, xin lỗi, của một vị thị giả. Và Đức Thế Tôn cũng đã từng khen ngợi Tôn giả A Nan là một vị đa văn đệ nhất. Như lời tán thán của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cho rằng Phật pháp như biển cả đại dương. Một khi Tôn giả A Nan nghe qua tai thì không có sai mất một chữ nào. Cũng giống như nước biển đại dương rót vào tâm của A Nan thì không có sót mất một giọt nào. Vì thế, đến khi Đức Thế Tôn Niết Bàn thì Tôn giả A Nan là một vị dự ở trong đợt kiết tập kinh điển lần thứ nhất, đã đọc tụng lại tất cả những gì Đức Phật dạy hết thảy 3 lần. Ở trong ấy có 500 vị thánh giả A-la-hán. Họ đều xác nhận Đức Thế Tôn, Tôn giả A-nan nói không sai một lời. Như thế chúng ta đủ hiểu rằng Tôn giả A-nan có một sức cường ký thật là phi thường. Chúng ta cũng không nên xem đây là một câu chuyện huyền thoại. Chúng ta có thể liên tưởng tới trường hợp của Cao Bá Quát, người Việt Nam. Lúc mới 10 tuổi thôi, chỉ cần đọc qua một cuốn sổ thuế mà có thể ghi nhớ không sai một con số nào. Thì ở trong lịch sử xã hội loài người, thỉnh thoảng có những vị có những cái phước báo lớn như vậy. Đó cũng là điều dễ hiểu, chứ không phải là điều huyền thoại ở đây. Thưa quý vị, học chương trình này chúng ta cố gắng hãy xem đây là một cái phương tiện để chúng ta lãnh hội chân lý. Chúng ta tạm gác qua tất cả những cái sinh hoạt hàng ngày, những cái phân tán tâm tư. Chúng ta hãy gom tâm ý của mình lại để chúng ta lắng nghe. Thưa quý vị, chúng ta trở lại vấn đề. Đó là gì? Tôn giả A Nan ở trong hội chúng Duy Ma Cật Sơ Thuyết này, thì cũng như các vị thinh văn khác, Tôn giả A Nan cũng đã từng gặp Duy Ma Cật và thấu hiểu cái tài hùng biện của Bồ Tát cư sĩ Duy Ma Cật. Cho nên trong hội chúng này, Ngài cũng không có dám đi thăm bệnh. Mời các vị chúng ta nhìn vào ở trong kinh văn để chúng ta cùng nhau lắng nghe. Phật bèn bảo A Nan, ông hãy đi thăm bệnh Duy Ma Cật. A Nan nói: Bạch Thế Tôn, con không đủ năng lực đến thăm bệnh ông ấy. Vì nhớ lại có lần khi thân Thế Tôn có chút bệnh cần sữa bò. Con lấy bát đến đứng trước cửa nhà Bà La Môn. Chúng ta dừng lại chỗ này chút xíu để chúng ta phân tích. Có một số người nghĩ rằng Đức Phật thì không có bệnh, tại vì đã Phật rồi mà, sao còn bệnh nữa? Nhưng chúng ta đọc trong kinh, chúng ta thấy rằng trong quá trình di chuyển chỗ này sang chỗ kia,
Rồi tứ chúng người ta cúng gì thì Đức Phật tùy nguy mà thọ dụng. Thành ra ăn uống thực phẩm có khi nó không có thích hợp. Hỡi người ta cho gì thì Phật dùng đó. Rồi ngồi lâu chẳng nằm mà cũng là yếu tố dẫn tới bệnh. Thân Phật đã nhận lấy một thân tứ đại thì dĩ nhiên trong cái hình hài vật chất này nó phải chịu cái sức ảnh hưởng của mưa nắng, của đất nước gió lửa, đây là điều tự nhiên. Và sự tương tác của các cái của một khối và hình hài vật chất này nó sinh ra những cái sự gọi là cái trái nghịch mà từ đó sinh bệnh, đây là lẽ thường tình mà thôi. Thành ra chúng ta đọc trong nhiều bản kinh chúng ta thấy Đức Thế Tôn cũng bệnh, có lần ngài cũng sai một vị tỳ kheo đi xin ngài bị trúng gió và sai một vị tỳ kheo đi đi xin nước nấm. Và chúng ta thấy ở Mỹ người ta thường thường không có cạo gió là bởi vì người ta thường sử dụng nước nóng mà tắm. Nếu như bị trúng gió thì người ta chỉ việc uống nước, uống thuốc giảm đau và người ta tắm nước nóng vài ngày, cơ thể nó sẽ tự phục hồi. Nhưng ở Việt Nam ngày xưa thì chúng ta biết rằng ít khi nào tắm nước nóng, do vậy cho nên cạo gió nó mới khỏi được. Ngày xưa Đức Phật cũng vậy, khi bị trúng gió ngài cũng nhờ một vị đệ tử đi xin nước nóng rồi đem về, và nhờ tắm nước nóng mà cái cơn trúng gió đó nó sẽ ngưng lại. Thì thưa quý vị, đây chúng ta thấy điều này, Đức Thế Tôn hôm đó là bị đau bụng cần một ít sữa bò để uống, thì không biết cái bệnh này nó là cái gì, nhưng mà Đức Thế Tôn sai như vậy. Và Tôn giả A Nan thì y giáo phụng hành, nghe lời Thế Tôn dạy sao thì mình cứ vậy làm. Hơn nữa cái phép khất thực ở đây thưa quý vị không phải là một người khất cái, tức là một người ăn mày, mà tỳ kheo là một vị khất sĩ, trên xin giáo pháp của Như Lai, dưới thì giáo hóa chúng sinh. Hàng ngày sử dụng cái tứ sự cúng dường của bố thí thiên hạ, nhưng đi xin không phải rằng là một sự ép buộc, hoặc là sách nhiễu sự cúng dường hay gợi ý cúng dường, tất cả điều này đều cấm. Nhưng mà một vị tỳ kheo muốn xin cái gì thì có thể đến trước nhà thí chủ và đứng yên lặng. Tất cả những vị thí chủ trong thời chánh pháp họ tự hiểu điều này, họ họ, họ hỏi là ngài cần gì, cần sự giúp đỡ gì. Thì trường hợp này chúng ta thấy khi thân có chút bệnh cho nên cần cần sữa bò, và Phật sai Tôn giả A Nan lấy bình bát đến trước nhà của người Bà La Môn, tức là một vị có giai cấp lớn trong xã hội Ấn Độ đương thời. Và khi ấy Di Ma Cật đến, thì chúng ta thấy cư sĩ Di Ma Cật xuất hiện là bắt đầu có chuyện rồi. Và cư sĩ Di Ma Cật mới hỏi thế này là: thưa ngài A Nan, có chuyện gì mà cầm bát đứng đây sớm như thế? Thì lúc bây giờ ngài A Nan trả lời là: cư sĩ, Đức Thế Tôn có chút bệnh cần sữa bò, vì vậy tôi mới đến đây. Và chúng ta thấy Di Ma Cật trả lời thế nào. Di Ma Cật lập tức chặn lại và nói rằng: thôi im đi ngài A Nan, chớ nói những lời như vậy. Thân Như Lai là thế kim cương, mỗi điều xấu đã bị đoạn trừ, mỗi điều thiện đều hội đủ, thì làm gì có bệnh, làm gì có não. Ngài hãy im đi, chớ nói cái lời phỉ báng Đức Như Lai. Chúng ta thấy phản ứng của Bồ Tát Di Ma Cật rất là quyết liệt, và bao nhiêu đó đủ thấy cái tài hùng biện của ngài như thế nào. Ở trong tài hùng biện này, đối với một vị đa văn đỡ nhất thì lúc bây giờ Bồ Tát Di Ma Cật phải nói với những luận lý mạnh mẽ như vậy. Và mời các vị chúng ta cùng nhau lắng nghe cho hết lời của Bồ Tát Di Ma Cật rồi chúng ta hãy cùng nhau phân tích. Và ngài Di Ma Cật nói tiếp thế này này: đừng để người khác nghe lời thô bạo đó, chớ để chư thiên uy đức và các Bồ Tát đến từ các quốc độ thanh tịnh nghe thấy. Thưa ngài A Nan, chuyển Luân Thánh Vương mới chỉ có tích góp vài công đức nhỏ mà đã không còn bệnh não.
Huống chi Như Lai đã hội đủ vô lượng phước đức thù thánh mà con bến hay sao? Hãy đi đi, thưa ngài A Nan, đừng làm xấu hổ cả chúng tôi. Nếu người Bà La Môn ngoại đạo nghe lời này, họ sẽ nghĩ sao? Sao đáng gọi là bậc tôn sư? Người này cứu được ai khi ông chưa cứu nổi thân mình? Hãy âm thầm mà đi nhanh đi, đừng để ai nghe lời của người lời của ngài nội. A Nan, nên biết thân Như Lai là pháp thân, không đến từ tâm tướng và dục vọng. Phật là Đức Thế Tôn, thân ngài vượt ngoài ba cõi, thân Phật là vô lậu, vì các lậu đã dứt sạch. Thân Phật là vô vi, không thể gọi tên. Thân như vậy làm sao mà có bệnh? Thưa quý vị, chúng ta nghe như thế chúng ta thấy thật là khủng khiếp. Và giờ đây mời các vị, chúng ta hãy cùng nhau phân tích một đoạn luận biện của Bồ Tát Di Ma Cật để chúng ta cùng nhau thấu hiểu sâu xa nội dung bản kinh này. Chúng ta trở lại vấn đề. Sau khi tôn giả A Nan đến nhà của một vị Bà La Môn, đứng ở trước nhà có ý xin một ít sữa để chữa thân Thế Tôn lúc bây giờ có một chút bệnh. Và ngài Di Ma Cật lúc bây giờ mới xuất hiện, cho nên ngài mới hỏi là: thưa ngài A Nan, sáng sớm ngài làm gì mà đến đây sớm như thế? Thì lúc bây giờ chúng ta thấy ngài A Nan trả lời thế nào, rất là thành thật, có sao thì nói vậy. Thưa cư sĩ, Đức Thế Tôn thân có chút bệnh cần sữa bò, vì vậy tôi mới đến đây. Và lúc bây giờ lập tức phản ứng quyết liệt của ngài Di Ma Cật chặn lại liền lập tức: thôi im đi ngài A Nan, chớ có nói những lời như vậy. Ở đây nó có một hàm ý rất là sâu xa, bởi vì chúng ta biết tôn giả A Nan có bộ nhớ siêu việt, thành ra ngài mới nói tám vạn bốn ngàn pháp môn tu của Đức Phật đã dạy cho đời. Hết thảy đích tai ngài nghe tới tám vạn hai ngàn pháp môn, còn hai ngàn pháp môn nữa ngài học hỏi từ các vị đại bí sô, đó là tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Như vậy thì ở trong Trưởng Lão Thi Kệ đã có ghi lại rất rõ tôn giả A Nan học và nắm hiểu hết thảy tám vạn bốn ngàn pháp môn mà Đức Thế Tôn đã dạy. Một con người với một khả năng hùng biện, với một bộ nhớ siêu việt như vậy, thì thường họ sẽ bị mắc kẹt ở trong tư duy của chính họ. Hay nói cách khác là khi chúng ta đem tất cả những tri kiến của mình để thẩm định chân lý, thì chân lý ấy sẽ nằm ở trong lăng kính của tri kiến cá nhân. Mỗi con người chúng ta ra đời, có người thông thái, có người đần độn, có người khỏe mạnh, có người gầy yếu, có người giàu sang, có người khổ đau, có người nghèo nàn. Và chúng ta dùng sáu giác quan của mình để tiếp xúc với ngoại cảnh, và thế là chúng ta thu lượm tất cả những tri thức sống còn. Thế thì gia đình, xã hội và học đường là ba môi trường, giúp chúng ta tích lũy kiến thức. Và tùy theo năng lực ghi nhớ cũng như năng lực tích lũy kiến thức này mà cho chúng ta một kinh nghiệm ở trong phương tiện sống còn. Thế thì khi có một tình huống hoặc là một cái gì đó diễn ra, chúng ta sẽ lập tức sử dụng hết tất cả năng lực kiến thức đã tích lũy này mà chúng ta nhận định vấn đề đó và chúng ta có thái độ với vấn đề đó. Thế cho nên mỗi người chúng ta có một khả năng, có một quá trình tích lũy khác nhau. Thành ra khi một chân lý được tuyên thuyết, chúng ta dĩ nhiên sẽ có một cái sự nhận định khác nhau. Hôm nay chúng ta nhận định như thế, nhưng rồi sau này khi quá trình tích lũy kiến thức của chúng ta càng tăng trưởng thì chúng ta lại có sự thẩm định khác. Cho dù chúng ta có tích lũy bao nhiêu kiến thức ở đời đi nữa thì tất cả kiến thức đều là màu xám. Hay có nói cách khác là chúng ta xây dựng cho mình có một cái lâu đài kiến thức như là bảy báu ngọc ngà lưu ly, rồi chúng ta chui vào ở trong cái lâu đài đó chúng ta cư ngụ. Những ai nói ra những gì không phù hợp với cái ngôi nhà đó thì chúng ta xem đó không phải là đẹp, đó không phải là chuẩn mực. Thế là chúng ta đem cái đẹp đó, cái riêng đó, cái kiến thức riêng đó mà chúng ta biện bác, chúng ta phủ nhận giá trị tồn tại của những loại tư tưởng khác, những giá trị khác. Hoặc là chúng ta dèm pha chỉ trích chơi bai, nó không bằng mình, nó không đẹp bằng mình, nó không có cao thượng hơn mình, nó không có thẩm thâm vi diệu hơn mình.
Nhưng thưa quý vị, chúng ta quên mất một điều rằng là ly nhất thiết tướng tức nhất thiết pháp. Còn ở trong phạm vi tư tưởng, còn ở trong phạm vi của lời nói ngôn ngữ, thì đây là sản phẩm của thế giới ngũ uẩn. Mà một khi ngũ uẩn là thế giới hình hài hữu hình hữu hoại, mà hữu hình hữu hoại thì tất nhiên nó bị vô thường chi phối. Một khi vô thường chi phối thì tất nhiên là nó sinh ra là khổ. Và khổ nó nằm ở trong phạm vi của luân hồi, không phải là chân lý siêu việt mà Đức Phật muốn trình bày. Thế cho nên tất cả chúng ta phải cẩn thận điều này. Thành ra chư tổ chúng ta nói rằng là sở tri chướng. Nếu như ở trong một chừng mức nào đó thì chúng ta biết rằng nếu không có kiến thức là một điều chướng ngại. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta bám trụ cố chấp ở trong kiến thức đó thì nó là chướng ngại cho sự giải thoát. Cho nên trong Phật giáo Đại Thừa có nói rằng là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát và giải thoát tri kiến hương. Những điều này không phải trong Phật giáo Đại Thừa không, mà nhăn nhác ở những cái bản kinh nguyên thủy, A Hàm cũng có, Bali cũng có. Chúng tôi đọc và thấy Đức Phật có nhắc đến rằng là hãy gì, hãy sử dụng năm loại chân hương mà cúng dường ta. Ở trong đó có giải thoát tri kiến. Tức là vượt ra tất cả những kiến chấp hay là những gì, một mớ kiến thức của mình. Thì hãy đem cái hương đó mà cúng dường cho ta. Đó là một sự cúng dường tối thánh. Đó là một sự cung kính tối thượng lên Đức Phật. Thế thì ở đây thưa quý vị, nếu như gặp một cái vị đa văn đệ nhất như Tôn giả A Nan như vậy mà không phải bằng một cái sự hùng biện mạnh mẽ để chặn đứng, thì liệu có chặn đứng được cái dòng thác của ngôn ngữ, của tư duy này hay không? Trong tâm chúng ta, mỗi người chúng ta đều là một nhà đại hùng biện cho chính mình. Nếu như không phải là đại hùng biện thì tại sao tâm tương chúng ta hàng ngày thường nói năng với chính mình? Chúng ta ngồi nói một mình, ngồi nói một mình, chúng ta nghĩ một mình, chúng ta tưởng một mình. Và cái câu chuyện đó khi mới mất ra, tới khi thì ngủ thiếp đi, thì chúng ta cứ thế suy nghĩ. Có người suy nghĩ cũng đúng, có người suy nghĩ thì chẳng hay ho. Vừa rồi có một vị cư sĩ 87 tuổi đến Bồ Đề Phật Quốc, ủng hộ tinh thần và ủng hộ chương trình Ấn Tâm Kinh, thính một số kinh sách vừa đọc. Ông bác này nói rằng bạch thầy, đang đêm lớn tuổi khó ngủ nằm nghe Bồ Đề Phật Quốc TV và có một vài đoạn kinh nằm nghỉ mà thấm thía, cho nên con đứng dậy hướng về cái TV thầy đang nói và con chắp tay xá chào thầy. Có lẽ rằng thầy ngủ thầy không biết, nhưng con đã xá chào thầy như vậy. Tại vì sao con chào như vậy? Không phải con lú lẫn, mà là gì? Là con tri ân thầy đã khai tâm cho con. Chúng tôi nghe những cái lời bộc bạch, những cái tâm tư này, chúng tôi thấy rất là khích lệ. Bởi vì chúng tôi thấy rằng ít nhiều mình cũng làm được một chút xíu nào đó, đem đến lợi ích, đem đến an vui cho mọi người chúng ta. Như vậy thưa quý vị, chúng ta thấy khi cái dòng thác tư tưởng của chúng ta nó hoạt động rất là mạnh, ào ào như vậy, và nếu chúng ta đi theo cái ngôn ngữ biện bác và chúng ta suốt ngày cứ luận lý, cứ biện bác, à thế này là đúng, thế kia là sai, à, đây là đạo đức, kia là phi đạo đức, à, đây là thế này, kia là thế nọ, thì tất cả những điều này là những gì diễn ra ở trong thế giới của ngũ uẩn, của tư tưởng. Khi nào chúng ta đập vỡ cái vỏ ốc này, chúng ta đập vỡ cái lâu đài kiến thức như là ngập ngà kia, thì chúng ta mới đi vào trong cảnh giới vô ngôn tịch tỉnh. Ở nơi đó chúng ta mới thực sự là thả tâm mình trùm khắp pháp giới. Tâm mình còn dính mắc ở trong cái vũ trụ này thì giới hạn của nó cũng còn nằm trong vũ trụ này. Và tất cả mọi loại kiến thức này không bao giờ, mọi loại kiến thức thế gian chưa bao giờ rời ra khỏi cái phạm vi của vũ trụ này. Hiểu biết của loài người đều nằm ở trong phạm vi tư duy của gì? Của những gì mà sáu giác quan tiếp xúc với ngoại cảnh và ở trong đầu óc nhận ra được những cái nguồn kiến thức nào đó, hoặc là phát hiện ra những quy luật nào đó. Tất cả lục căn lục trần và lục thức tạo ra bầu kiến thức cho nhân loại này, và tất cả tư duy chúng ta chưa bao giờ rời khỏi ra khỏi cái phạm vi này. Mà nó chưa ra khỏi phạm vi này thì làm sao mà chúng ta gọi là mình là vĩ đại? Bởi vì nó còn có giới hạn. Cái gì còn có giới hạn thì tất nhiên cái đó nó phải bị phủ nhận bởi một cái bao la hơn nó. Đây là những tư tưởng rất là siêu việt,
mà lúc bây giờ Bồ Tát Di Ma Cật chỉ nói một câu là thôi đi, thôi im đi ngài A Nan, thôi im đi. Cái chữ im đi này rất là hay, chúng ta hãy im đi, im đi những lý luận, im đi những nói năng, im đi tất cả những vọng tưởng điên đảo, hãy im đi. Im giống như là cúi hết lửa tắt, im mà không thể tìm ra dấu vết của ngôn ngữ nữa. Cái im lặng vô ngôn tuyệt đối này chính là đại hùng biện. Thì lúc bây giờ chúng ta thấy, chúng tôi nói và ở trong cái ngôn ngữ thậm thâm ví dụ này, chúng ta ở trong mỗi cái góc cạnh chúng ta mới thấy hết. Còn nếu không thì chúng ta cứ nghĩ rằng đây chính là một sự suy diễn, không đâu. Khi chúng ta tìm kiếm sâu xa trong tư tưởng của Di Ma Cật và chúng ta gom hết tất cả những tư tưởng của Kinh Tạng lại thì chúng ta sẽ thấy vấn đề này nó phải được diễn đạt như vậy là tối thiểu ở trong phạm vi của chương trình sơ trung đẳng này. Thưa quý vị, học những giáo nghĩa này, chúng ta hãy cố gắng lắng nghe, lắng động thật sâu để chúng ta cùng nhau chia sẻ, cùng nhau thấu hiểu. Mời các vị chúng ta nghe tiếp. Chớ nói những lời như vậy, vì sao? Vì thân Như Lai là thế kim cương. Cái thế này là cái thế kim cương bất hoại. Hình ảnh kim cương trong sáng đem ra ví dụ cho pháp thân thanh tịnh của Đức Như Lai. Nhưng thực ra ở trong pháp thân thanh tịnh đó làm sao dùng kim cương để mô tả? Bởi vì không có cái gì trong sáng và xinh đẹp hơn là kim cương ở trong quốc độ này. Cho nên buộc phải đem một hình ảnh của kim cương ra để mô tả cho những gì trong sáng nhất. Cũng như Việt Nam chúng ta có thể mô tả đức hạnh của con người là như gì? Như hoa sen. Đó, là vượt khỏi bùn dơ. Mọi điều xấu xa đã bị đoạn trừ. Ba A Tăng kỳ kiếp. Đức Thế Tôn nói rằng trên quả địa cầu này không có nơi nào nhỏ như là một hạt cái mà ta chưa từng bỏ thân mạng vì lợi ích chúng sinh. Chúng ta thấy ngài đem tâm đại bi mà phủ lên khắp pháp giới này. Chúng ta tập thương người thương mình cũng khó. Chúng ta tập thương cái người ghét mình thì càng khó hơn. Nhưng Đức Thế Tôn, tình thương của ngài như mặt trời chiếu soi không phân biệt bên dưới là gì. Do vậy mà tình thương này mới phát triển khắp mười phương. Đây gọi là đại bi tâm trùm khắp pháp giới. Ở trong tinh thần đại bi như vậy mà Đức Thế Tôn phát nguyện ba A Tăng kỳ kiếp làm lợi cho vô số chúng sinh. Cho nên tất cả những cái thói hư tật xấu do tham sân si nhân ngã bi thứ tất cả đều bị đoạn trừ. Một khi đã đoạn trừ hết tất cả những tập khí xấu xa thì dĩ nhiên những cảnh giới thánh thiện nó sẽ lưu xuất. Con người chúng ta, tướng mạo, gia cảnh, tất cả đều biểu hiện từ y báo và chánh báo. Y báo là phương tiện sinh tồn, chánh báo là thân thể, là trí não, là sức khỏe. Tất cả đều là phước báo ở bên trong đó. Phước báo là một đời sống mà nuôi thân mạng cũng như tâm hồn của mình bởi những thực phẩm tinh diệu. Còn nếu như nuôi tâm tư và thân mạng của mình bằng những thực phẩm thô trược thì dĩ nhiên nó hình thành một hình hài xấu xa. Đây là một nguyên lý tự nhiên, là một nền khoa học thực nghiệm, chứ không có gì gọi là tôn giáo siêu hình trong lĩnh vực này. Thân thể chúng ta cần ăn uống để tồn tại, tâm hồn chúng ta cũng cần phải được nuôi dưỡng để nó sinh động. Tâm hồn được nuôi dưỡng bằng những giá trị đạo đức, đó là một tâm hồn đẹp. Thân thể được nuôi dưỡng bởi những thực phẩm thanh cao, thì những thực phẩm này đem đến sự khỏe mạnh. Đây là một điều tất yếu. Thế thì ở đây chúng ta thấy thân Như Lai là một khối trong sáng và tất cả những thói hư tật xấu đều bị đoạn trừ. Mọi điều thiện đều hội đủ. Chúng ta đọc trong lịch sử của ngài, chúng ta thấy tất cả những điều thiện ngài đều hội đủ trong quá trình tu tập. Thì có người như vậy thì làm gì có bệnh, làm gì có não. Hãy im đi, xin ngài hãy im lặng mà đi. Làm gì chớ có phỉ báng Như Lai. Bởi vì sao? Đứng trên một phương diện nào đó có thể phỉ báng Như Lai. Ví dụ thế này,
Ở tại Mỹ đây thưa quý vị, thì thực ra mà nói thì tất cả mọi thứ là đều chúng ta là buổi trưa, chẳng hạn như buổi trưa giấc trưa thì mình không có ngủ. Ở Mỹ đây ai đâu ngủ trưa phải không? Ngày xưa ở Việt Nam thì 3 giờ rưỡi sáng thức dậy thính chuông, ngồi vừa thính vừa ngáp cũng ráng mà thức dậy. Rồi tới trưa thì trưa nắng quá cho nên ăn trưa rồi phải nghỉ một chút, độ chừng 1 giờ đồng hồ cho trời đỡ nắng xuống rồi mới làm gì làm. Nhất là các mùa an cư kiết hạ thì đều phải tuân thủ theo công thức này. Không có ngủ được cũng nằm im chứ không có gây đi lại làm vang ra tiếng động ảnh hưởng đại chúng. Do vậy cho nên huân tập cái đời sống như vậy lâu ngày cũng quen. Đến tại Mỹ buổi trưa thấy ai cũng thức hết, bây giờ mình ngủ sao được. Ra thôi một cái hội trường giảng kinh thuyết pháp mà trưa đại chúng ngồi chuẩn bị nghe pháp, mình nằm ngủ ngủ chỗ nào đấy. Cho nên cũng phải tập thành một cái đời sống thích hợp, thích nghi với một cái bối cảnh mới. Rồi thưa quý vị, khi có chùa thì buổi trưa thì không có gì làm thì cũng nằm im một chút xíu cho thân thể nó quân bình trở lại, cái sự mệt mỏi nó vượt qua. Thì lúc bây giờ có người hỏi á, có người vào hỏi thưa thầy, có thầy ở nhà không, có thầy ở chùa không chú cho cô? Thì các chú các cô ở ngoài nói rằng là thầy ngủ rồi, tới 2 giờ thầy còn ngủ. Mấy người Phật tử đi ra khỏi chùa họ phiền não, họ nói rằng là ông thầy gì mà ngủ quá chừng ngoài đó, ông thầy gì mà ăn ngủ quá trời, 2 giờ chiều mà còn nằm ngủ. Thì thưa quý vị, một câu nói như vậy, nhiều khi mình nghĩ rằng mình bảo vệ sức khỏe cho ông thầy, nhưng mà vô tình mình lại làm hại cái tín tâm của người thí chủ. Và sự hiện diện của một vị thầy để mong cầu đem đến lợi lạc trong con đường hành pháp mà làm hại tín tâm của thí chủ thì tức là làm hại cả ông thầy. Cho nên thưa vị, khi chúng ta ông bà mà nói này mở miệng ra phải nói cái cuốn cái lưỡi 7 lần, tức là phải cẩn trọng lời nói, phải cẩn cân nhắc và phải biết rõ cái tình hình như thế nào, không thể nào tùy tiện sắp đặt, không thể tùy tiện mở miệng ra nói. Ngày xưa ví dụ như thế này, người xưa họ dạy ra gia giáo nhưng mà chúng ta thấy nó rườm rà nhưng mà thực ra rất là lịch sự. Ví dụ thế này, người khách tới nhà họ nói thế này, họ nói rằng có mẹ ở nhà không con? Thì người con nói rằng mẹ con bận ở nhà xem chút, bác đợi chút, hai cô đợi, cô chú đợi chút xíu rồi mời khách vào rồi rót nước rồi ngồi. Đó là cái phép lịch sự. Còn bây giờ không được dạy chỗ này. Người khách tới nhà hỏi là có mẹ ở nhà không con? Người con nói dạ mẹ con đang tắm. Nó nói thật thôi, nhưng mà cái hình ảnh người mẹ đang tắm nó được phơi ra. Thế là nó không có còn cái nét kín đáo hay là cái gì đó, nó gọi là cái đẹp ở trong trong cái đạo đức nữa. Như vậy thì thưa quý vị, người xưa họ dạy, mình cho rằng họ khắt khe, họ phức tạp quá, mệt quá. Nhưng mà nó chính là những yếu tố cẩn thận để giữ gìn những cái giá trị đạo đức. Thì thưa quý vị ở đây nhé, chúng ta thấy khi mà chúng ta nói một câu mà chúng ta không có cẩn thận thì nó sẽ rơi vào những cái lầm lỗi này. Cũng giống như Tôn giả A Nan khi ngài nói thành thật như vậy, nhưng mà cái sự thành thật của ngài đôi khi làm cái trợ duyên cho ngoại đạo người ta dèm pha đạo Phật. Nó có những trường hợp như vậy xảy ra chứ đâu phải là không có. Thành ra ở đây á, người ta có quyền nghĩ như vậy chứ, người ta nghĩ rằng là Đức Thế Tôn mà còn bị bệnh bị não như vậy. Cho nên Di Mật Cật mới nói rằng á là chớ có phỉ báng Đức Như Lai, đừng để người khác nghe nói cái lời thô tháo đó, chứ để chư thiên có uy đức và các Bồ Tát đến từ các quốc độ thanh tịnh nghe thấy. Các Bồ Tát ở các quốc độ thanh tịnh á, nhiều khi người ta không hiểu nổi cái cõi ô trược của thế giới ta bà này, mà sau này chúng ta sẽ bắt gặp có những vị Bồ Tát ở các quốc độ khác họ nói rằng là kỳ diệu thay Đức Thích Ca Mâu Ni đã ẩn đi vô lượng những cái phước tướng trang nghiêm, ẩn đi giấu đi vô lượng những cái phước tướng trang nghiêm, chỉ có hiện ra những cái tướng là thô trược để giáo hóa chúng sinh. Cũng giống như là một ông cha trên ngai vị đế vương mà phải từ bỏ chiếc áo bào, khoác lên một chiếc áo của người hút phân, đến gần bên cái chuồng phân
để gần con của mình. Tại sao? Vì tâm tánh đứa con nó quá hạ liệt, nó không thấy được cái gia tài thất bảo ở trong tâm của nó như thế nào, mà nó chỉ có thích những cái thú vui ngủ trược, những cái thú vui ngủ dục điên đảo đó, nó xem đó là báo béo. Do vậy cho nên ở đây chúng ta thấy Đức Phật ngài Di Ma Cật nói không sai điều này. Nếu như các vị thinh văn, xin lỗi, các vị Bồ Tát ở các quốc độ khác, người ta nghe như thế mà người ta sinh tâm là lo sợ và hoài nghi, rồi người ta còn nghi, thưa quý vị, người ta nghi dữ lắm chứ không có đơn giản đâu. Cái tâm nghi chúng sanh nó rất là phức tạp ha. Ví dụ thế này nghe không, sau khi mà vừa chứng quả A La Hán thì ngài Mục Kiền Liên có đầy đủ lục thông, chỉ là lục thông thôi. Thì lúc bây giờ ngài Mục Kiền Liên lại ưa sử dụng cái lục thông này để giáo hóa. Cho nên hôm đó có người thấy có một cái con nước ở dưới đất, cái nó mới phun lên. Và người ta xôn xao, người ta hỏi rằng kỳ lạ quá, nước ở dưới đâu lòng đất phun lên mà nó nóng mà nó đục. Thì ngài Mục Kiền Liên mới nói rằng cái nước đó là nước bắt nguồn từ ao A Nậu Đạt ở trên đỉnh núi Hy Mã Lập Sơn, nó chảy xuống đấy. Thì lúc bây giờ người ta mới phiền não, người ta nói rằng là ngài Mục Kiền Liên nói bậy, cho chúng tôi là người thiếu trí hay sao? Nước trên ao A Nậu Đạt là nước trong vắt, nước mát lạnh, mà tại sao mà bây giờ nước đó là nước đục mà nó nóng, mà lại tôn giả Mục Liên nói như thế? Rồi họ phiền não, họ đem điều đó họ trình lên Đức Phật. Họ nói rằng ngài Mục Kiền Liên nói cái lời hư ngôn, nói cái lời dối trá. Và Đức Phật nói Mục Kiền Liên nói không có dối trá đâu, quả thật nước đó là nước từ ao A Nậu Đạt, nhưng nó chảy qua một cái tiếu địa ngục, thành ra nó mang cái hơi nóng và cái màu đục của địa ngục đó rồi trồi lên trên mặt đất. Thì lúc bây giờ đại chúng mới tin. Rồi có lần ngài Mục Kiền Liên lại nói là ở trên ao A Nậu Đạt á, có một cái hoa sen nó to mà mình có thể mình vô trong đó mình ngồi thiền được. Và ngài ngại rằng các vị tỳ kheo không có tin, cho nên ngài dụng thần thông lên tận ao A Nậu Đạt, hái một cái đóa hoa đem về cất ở sau phòng. Thì lúc bây giờ ngài nói rằng là trên ao A Nậu Đạt có một cái hoa sen to mà mình có thể vào trong đó ngồi thiền được. Thì các vị tỳ kheo họ cười, họ nói cái hoa sen chút xíu mình dẫm lên đánh nát rồi mình làm sao ngồi được. Rõ ràng ngài Mục Kiền Liên lại nói lời hư dối nữa. Thế là ngài Mục Kiền Liên ra ở sau liêu phòng ấy, mới vác cái hoa sen ra. Thì họ lại nói tiếp, họ nói là ngài có thần thông đỡ nhất mà, ngài muốn thì ngài hóa ra chứ có gì đâu mà khó khăn đối với ngài, cho nên ngài làm như vậy. Thế là thưa vị, cái nghi của nó từng lớp tội cho ngài Mục Kiền Liên. Thành ra rồi các vị tỳ kheo đâu dừng ngang đó, họ lên họ mới phàn nàn với Đức Phật. Họ nói ngài Mục Kiền Liên đại đệ tử của Thế Tôn mà ăn nói không có giữ miệng. Làm gì có cái chuyện cái hoa sen như vậy mà ngài Mục Kiền Liên là tuyên bố những cái lời hư ngôn vậy. Thì lúc bây giờ Đức Phật nói đúng, trình đã có hoa sen như vậy. Và Đức Phật nhân đó cũng quở trách tôn giả Mục Kiền Liên, thôi ông im đi, ông đừng có nói nữa. Ông có thần thông rồi, ông nhìn thấy chỗ này chỗ kia, ông cứ nói chuyện này, ông nói chuyện kia, để cho mọi người sinh tâm hoài nghi, mơ hoặc và họ phiền não. Thì thưa quý vị ở đây, như tôn giả đại Mục Kiền Liên mà người ta còn nghi hoặc như vậy, thì huống chi là chúng ta. Cho nên tham sân si mạng nghi là một yếu tố sâu dày trong tự tâm chúng ta. Vì thế cho nên ở đây ngài Di Ma Cật phòng ngừa cái điều này hoàn toàn không sai. Khi ra hành Bồ Tát đạo, tất nhiên phải phòng ngừa những cái tâm nghi hoặc của chúng sanh. Nếu không nó sẽ khởi cái niệm phí báng, thì điều đó sẽ làm gây hại cho quá trình hoằng pháp, làm hại cho Phật pháp. Phật tử có nhiều cái nghi ngờ lắm, cái gì cũng nghi ngờ hết, nghi cái này nghi cái kia, rồi nghi hết được nghi rồi á, thì tự nói vu vơ, tự đưa ra những cái nghi mà mơ hồ khác. Cái nghi này á nó diễn ra rất nhiều, do vậy mà cũng chướng ngại cho quá trình học giáo pháp. Cho nên điều này chúng ta ngày hôm nay và suy luận cái thời kia cũng vậy thôi. Thì lúc bây giờ ngài Di Ma Cật còn nói thêm thế này: thưa ngài A Nan, chuyển luân thánh vương
mới chỉ tích góp vài công đức nhỏ mà không còn bệnh não, huống chi Như Lai đã hội đủ vô lượng phước đức thù thánh lại còn bệnh sao? Đem so sánh, Chuyển Luân Thánh Vương là vị vua của cõi trời. Xin lỗi, không phải vua cõi trời. Chuyển Luân Thánh Vương là vị vua của tứ châu thiên hạ, chứ không phải là vua trời đất thích. Chuyển Luân Thánh Vương, những người tích lũy những cái phước báo, Chuyển Luân Thánh Vương có cái phước nhất ở trong quả địa cầu này, mới được làm vua trong quả địa cầu này, có được một ít phước báo mà họ khỏe mạnh như vậy. Huống chi Đức Thế Tôn đã tích lũy vô lượng phước báo thì làm gì còn đau bệnh. Hãy đi đi thưa ngài A Nan, đừng làm xấu hết cả chúng tôi. Câu này là thêm một câu hay nữa, tức là ngài nói ra, ngài không có nghĩ rằng nó ảnh hưởng tới cái chung. Chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, tu tập giữ cho mình là giữ cho mọi người. Hãy nghĩ tới cái chung một chút, chứ đừng nghĩ cho cái riêng của mình. Chùa mình và chùa tôi, thầy tôi, cứ thế mà chúng ta chia nhỏ ra, để rồi á chúng ta tôn vinh cái tự ngã của mình. Rõ ràng ngày hôm nay chúng ta thấy không, xây dựng sự nghiệp Phật giáo nhiều hơn là hành pháp lợi sinh. Khi xây dựng sự nghiệp thì có tính cạnh tranh, cạnh tranh á thì có hơn thua, hơn thua thì có nhiệt não, nhiệt não thì có thị phi. Cứ thế mà xấu tốt sinh ra đầy giấy. Còn hành pháp lợi sinh, thấy Phật pháp rộng ra, thấy ai làm lợi ích cho chúng sinh thì hoan hỷ. Hai ý nghĩa này sống, hai ý nghĩa sống này khác hoàn toàn. Một người hành pháp lợi sinh, một người đó sẽ hoan hỷ trước sự thành tựu của người khác. Còn một người sống gì xây dựng sự nghiệp, chắc chắn thấy người khác thành tựu, mình sinh tâm ghen ghét, khó chịu, gièm pha, hoặc là giải nghĩa cho nó sai đi, để cho xem rằng cũng chẳng hơn mình là cái gì. Những điều này xảy ra rất nhiều ở trong tâm của chúng ta. Cho nên là chúng ta thấy là ngài nói rằng, ngài Di Ma Cật nói rằng á, là Đức Như Lai đã gì đã tích lũy vô lượng công đức thì làm gì còn có bệnh có nhiệt não nữa nha. Và sống đừng có đem đến lợi ích cho cá nhân mình thôi, mà quên đi cái lợi ích của cộng đồng. Những điều này là những điều chúng ta hãy hãy quan tâm. Và ngài Di Ma Cật nói rằng, nếu người Bà La Môn ngoại đạo nghe lời này thì họ sẽ nghĩ sao? Họ nghĩ rằng là sao đáng gọi là tôn sư? Đức Thế Tôn làm sao đáng bậc là tôn sư? Bởi vì người này cứu được ai khi chưa cứu nổi thân mình? Có phải như vậy không thưa quý vị? Có một số người nghĩ rằng là tôi khổ đau, anh chưa có thể cứu được cái đau khổ trong lòng của anh, thì làm sao anh có thể đem đến an vui cho người khác? Tức là tự cái khổ đau nó quấy nhiễu, quấn chặt ở trong tâm của anh thoát ra không nổi thì làm sao mà anh giúp cho người khác được an vui? Nói như thế là một cách nó cực đoan, chứ thực ra chưa chắc. Có nhiều khi mình không giúp được mình, nhưng mình có thể giúp được người. Một câu nói, một sự chia sẻ cũng là giúp được rồi. Và ngoại đạo biết đâu là họ nghe, ở đây cái ý là ngoại đạo nghe cái câu nói của ngài A Nan như vậy, thì lúc bây giờ họ sinh tâm hoài nghi, tại vì họ ghét rồi, họ không ưa rồi. Mà họ không ưa rồi thì muôn ngàn cái lý do đó họ không ưa, và cái lý do nào họ cũng nói thành như có lý. Và Di Ma Cật còn nói rằng, hãy âm thầm mà đi, nhanh đi, đừng để ai nghe lời lời nói như vậy. Lời ngài nói, A Nan nên biết rằng, ông nên biết rằng là gì, thân Như Lai là pháp thân. Thưa quý vị, sau khi thể hiện một chú giải hùng biện thao thao như vậy, Tôn giả A Nan biết lối, hết lối thoát. Đây là gì? Là đập phá đi cái gì, cái nhà tranh, mà không phải phá rồi bỏ, cho nên xây cái nhà ngói, hay là xây một cái nhà tốt hơn. Đây là hành động của các bậc trí. Cho nên chúng tôi khuyên các vị, chúng ta đừng vội đả phá tôn giáo của người khác, đừng có vội bài xích niềm tin của người khác, đừng có vội chỉ trích và phê phán pháp môn hành trì của người khác, trong khi chúng ta chưa có thời gian dọn dẹp và thay thế họ bằng một pháp môn hữu hiệu hơn, tốt hơn.
Cho dù họ có tin vào cái niềm tin là gì, là bình vôi ông táo đi nữa, mà chúng ta chưa có thời gian dẫn dắt họ ra khỏi cái niềm tin đó thì cũng chớ có đạp đổ họ. Bởi vì sao? Bởi vì khi đau khổ tới cùng cực trong cuộc đời này thì lúc bây giờ họ biết vinh vào đâu để tìm một tia hy vọng cuối cùng để tồn tại. Chúng ta không hiểu thấu điều này, chúng ta không hiểu thấu cái nỗi đau tận cùng ở trong tâm can, cho nên chúng ta cứ đem lý luận biện bác ra để mà diễn giải, thì vô tình chúng ta đã đẩy vào người ta vào một con đường xấu, và vô tình chúng ta đã tạo ra một sự bất hạnh nào đó, nó có nguy cơ tiềm ẩn ở trong lòng của người ta. Những điều này thưa quý vị, chúng ta hãy cùng nhau chiêm nghiệm, hãy cùng nhau suy xét, hãy suy xét cho thật nhiều, đến để mà thấy, tự mình giác tri, đừng có hơi hợt, đừng có lướt qua, rồi chúng ta lại vấp phải những lỗi lầm này. Và thế là Tôn Duy Ma Cật thể hiện tinh thần của một bậc đại trí, không để cho Tôn giả A Nan ở giữa đường, không phải là phá đi cái nhà tranh rồi cho người ta ở mảnh đất trống, mà lập tức xây cho họ một thành trì mới, một cái nhìn mới, một cái gì, một cái lâu đài tuyệt diệu. Đó là chân lý tối thượng. A Nan nên biết thân Như Lai là pháp thân, pháp thân trùm khắp pháp giới, vô hình vô tướng, không đến từ tâm tướng và dục vọng. Pháp thân nó không thể sinh ra từ tâm tưởng và dục vọng. Dục vọng của cha và của mẹ, cha mẹ vì dục vọng mà sinh ra. Chúng ta đừng có gán lên đó một cái trách nhiệm là duy trì nòi giống. Điều này chúng tôi xem đó là một cái gì đó không ổn. Không ổn. Đây là một lý luận không ổn. Cũng giống như là vật dưỡng nhân. Chẳng có con vật nào mà nó nói là tôi này, tôi sinh ra đây này, anh hãy kết cố tôi đi anh sống. Không bao giờ con vật là nói như vậy. Mình dùng cái suy nghĩ của mình, cái quyền của mình, cái khả năng của mình để mình tước đoạt mạng sống của nó, để mình nuôi cho đời sống của mình. Mình không thấy xấu hổ thì im lặng, chớ có nói ra rằng là vật dưỡng nhân. Ở đây cũng như vậy. Tâm thân, cái thân của Như Lai không có sinh ra từ pháp thân thanh tịnh, mà pháp thân thanh tịnh nó sinh ra từ vô lượng công đức vô lậu. Thế làm gì? Sinh ra từ trong vọng tướng và dục vọng. Vọng tướng chứ sinh ra điên đảo, lầm than. Và ông tưởng sinh ra là tham sân si, những loại tâm lý xấu xa. Rồi dục vọng đó là gì? Đó là trong cái cảnh đó, mà cái cảnh mà lầm than đó, trong cảnh là tối tâm của vô minh đó, mà có một sự ham muốn. Ham muốn này là như huyễn, nhưng nó có chất dẫn dắt và đi vào ở trong trong ái nhiễm. Thế là chúng ta nương vào cái chúng tử dục của cha và dục của mẹ, dục của cha và dục của mẹ. Và với cái dục tâm chúng ta gá lên đó để đầu thai. Rồi chúng ta có được cái thân này, là cái thân này từ dục vọng mà sinh ra. Thành ra cái năng lượng dục đó, cái hạt giống dục vọng đó, nó kích thích, nó đẩy chúng ta đi vào con đường dục. Cho nên chúng ta phát nguyện tu trì để đoạn trừ nó. Là không phát nguyện tu trì, mà xem rằng chức năng duy trì nội giống là một chức năng thiêng liêng. Nói điều này như vậy là hỏng rồi. Và thưa quý vị, ở đây chúng ta thấy thân của Phật thanh tịnh, không còn khổ não. Ai cũng muốn có được cái thân thanh tịnh như Phật thì hãy cố gắng thực tập công phu để đoạn trừ giám tướng. Chưa có dứt bỏ được dục vọng thì cũng tiết chế nó, cũng sống ở trong thiếu dục và tri túc, sống trong hạnh đó, để hạn chế nó, để cho tâm hồn của mình hướng lên những đời sống cao thượng hơn. Và Ngài còn nói rằng Phật là Đức Thế Tôn, thân Ngài vượt ngoài ba cõi. Còn thân chúng ta thì từ cõi cõi về trong cái địa ngục A Tỳ khổ đau cho lên tới tận cõi trời phi tướng xứ. Trong ba cõi này chúng ta lên xuống đầu thai luân hồi, còn thân Phật ra ngoài ba cõi này. Thân Phật là vô lậu, không còn cái chúng tử của tham sân si nữa, và các lậu đã dứt sạch, tức là những điều rơi rớt, những điều mơ hoặc nó không còn nữa, tất cả đều chấm dứt. Thân Phật là vô vi, không thể gọi tên. Thân như vậy thì làm sao có bệnh? Thưa quý vị, chúng ta nghe một đoạn hùng biện và lý luận của tôn giả của cư sĩ Di Ma Cật, chúng ta thấy thật là khủng khiếp. Chúng ta có thể cúi đầu nghiêng mình trước một vị cư sĩ này. Khả năng giác ngộ không có phân biệt tại gia hay xuất gia. Người cư sĩ nếu tu tập vẫn giác ngộ, người tu sĩ mà không tu tập vẫn đọa lạc.
nhân quả không tha thứ bất cứ một ai. Chúng ta có thể nhìn trên màn hình thấy có số điện thoại. Mời các vị có thể thắc mắc chỗ nào, các vị có thể gọi vào trong nội dung này. Cho phép chúng tôi được giới hạn là ở trong nội dung này, bởi vì chúng ta đang học nội dung này, không hối một cái nội dung ở đâu khác. Tại vì hối nội dung khác, nó sẽ dẫn sang một vấn đề khác. Và một khi mà sang một vấn đề khác, thì nội dung hôm nay cứ như chúng ta không thực hiện hết. Mời các vị tiếp tục lắng nghe kinh văn. Ngài A Nan nói rằng, bạch Đức Thế Tôn, nghe ông nói, con ngập tràn hổ thẹn, tự hối, phải chăng con tuy gần Phật nhưng đã nghe nhầm chăng? Hổ thẹn quá, chẳng hiểu như thế nào nữa, tự thấy mình đa văn, biết rằng mình đã thông thái, nhưng giờ đây mình mơ hồ, mình không biết đường nào đi đây. Bao nhiêu cái kiến thức, bao nhiêu sự biện bác, bây giờ nó bị tan hết rồi. Dạ, xin mời câu hỏi đầu tiên. Dạ, mô Phật. Dạ, mô Phật. Dạ, mời cô nói đi ạ. Dạ, con là hạnh từ lớp sơ trung đẳng. Dạ, thưa cho con hỏi là trong cái đoạn văn này thì khi mà thầy giảng về cái pháp thân của Ngài, của Đức Phật thì hoàn toàn đúng. Nhưng mà trong cái lối hùng biện của Ngài Di Ma Cập cũng cho thấy rằng là Ngài thiếu đi cái kiến thức cơ bản, có nghĩa là Ngài không biết rằng Đức Phật ngoài cái pháp thân và báo thân, Ngài Đức Phật và vẫn còn cái ứng thân. Một khi còn cái ứng thân thì Ngài vẫn chịu vào cái luật vô thường, giống như bất kỳ một cái bất kỳ một cái người nào trên thế gian này. Như vậy thì có phải là Ngài Di Ma Cập đã không có một cái kiến thức cơ bản về cái Vâng, thầy hiểu rồi, thầy hiểu rồi. Dạ, xin cảm ơn các vị. Mình cẩn thận khi mình có một cái khi mình có sự hoài nghi, tức là bản thân mình cũng chưa thông hiểu. Và khi mình chưa thông hiểu thì mình cẩn thận tìm hiểu thêm. Bởi vì các vị thánh giả họ thể hiện như thế nào, nó đều có những cái lý do sâu xa. Mà khi mình chưa hiểu mà mình đã đặt xuống một cái kết luận, đó là Di Ma Cập không có một cái kiến thức Phật pháp căn bản, thì còn thua các học viên học lớp sơ trung đẳng Phật học á, Bồ Đề Bồ Đề Phật Quốc thì hỏng rồi. À, và một vị như vậy thì không phải rằng Tôn giả A Nan là một người như thế nào đa văn mà kính ngưỡng mà khiếp sợ, và không phải rằng là ngẫu nhiên mà tới 500 vị thánh giả A La Hán đệ tử của Phật đều kính trọng cư sĩ Di Ma Cật. Cũng không phải là ngẫu nhiên mà ảnh hưởng của Di Ma Cật đỡ lại tới mức mà sau một thời gian rất lâu, tới thế kỷ hình như thế kỷ thứ 8 sau Công Nguyên. Như vậy thì có thể là hơn 1.000 năm sau mà Ngài Huyền Trang vẫn tìm tới tận nơi để đến lễ, cung kính cúng dường, ngay cả cái tháp gạch còn đổ nát ở đó. Cho nên điều này chúng ta phải cẩn thận khi chúng ta đặt xuống một cái câu nói, nếu không khéo thì chúng ta lại mắc cái tội. Thưa quý vị, ở đây chúng ta thấy nè, vấn đề của Di Ma Cật xuất hiện ở đây tức là gì? Tức là khai thị cho các vị thanh văn không có nên bị mắc kẹt ở trong sở trường của mình mà giới hạn cái bước tiến siêu việt. À, rồi chúng ta thấy nữa, với thần lực của Di Ma Cật đã chết gì ông ta bỏ Tôn giả A Nan ngay đó, mà không phải rằng ông ta đã dùng tiếp một cái thần lực, đó là chúng ta thấy ở đây. Nhưng lúc ấy con nghe một tiếng nói từ hư không vọng xuống: A Nan, cư sĩ nói đúng, nhưng vì Phật hiện thân trong đời năm đời ác năm trước, hiện hành pháp này để cứu độ chúng sanh, A Nan cứ đi xin sửa chớ có hổ thẹn. Làm sao chúng ta không biết rằng đó chính là gì, là một hóa thân của gì, với cái thần lực vĩ đại của cư sĩ Di Ma Cật, không phải là một hóa thân trở thành chư thiên đó nhắc nhở. Và nếu chúng ta đọc ra hết cái bộ kinh Di Ma Cật sơ thiết này thì chúng ta sẽ thấy rằng là hóa thân của Di Ma Cật thôi, mà có thể đến tặng một cõi Phật hương tích để xin một bát cơm từ cõi Phật hương tích vừa đây. Và cũng có thể rằng là gì, là đem cả một cái quốc độ trang nghiêm ở cõi Phật khác, mà đem cả hội chúng vừa của ta bà hội nhập với hội chúng của ta bà nghe Đức Thích Ca Mâu Ni giảng pháp. Cho nên trong tinh thần của Di Ma Cật sơ thiết, thực ra Ngài hóa thân trở thành một cư sĩ trợ duyên cho thinh văn thừa,
Nhưng mà chúng ta biết Ngài là một vị cố Phật đã thành Phật từ rất lâu xa. Giờ đây ra đời dưới hình hài của một vị cư sĩ trợ duyên cho Đức Thích Ca Mâu Ni thành tựu giáo pháp thượng thừa. Một cái tầm vóc như vậy. Thành ra đây chúng ta đọc chữ nghĩa chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta phải cẩn thận. Khi chúng ta chưa hiểu hết, chúng ta đừng có đưa ra một cái sự quả quyết. Ở đây chúng ta thấy rằng giáo pháp của Phật nói ra là vì căn cơ. Mà người học Phật chúng ta hãy hòa nhập mình vào trong tâm trạng của anh đang xem những sở trường của mình như thế nào, rồi hòa nhập vào trong một cái vị trí mà siêu việt hơn để chúng ta thấy mình còn có giới hạn đến đâu. Chúng ta thấy các vị thinh văn mỗi vị đều bị chướng ngại ở trong cái gì, ở trong cái pháp tu của mình. Thành ra các vị thinh văn là gì? Là bỏ ngã nhưng còn chấp pháp. Đó là thanh văn. Bồ Tát là sao? Bỏ luôn cái ngã, bỏ luôn cái pháp, nhưng vẫn còn còn cái không. Dựa vào cái không để vượt khỏi ngã và pháp. Cho nên Bồ Tát cũng phải tu rất là lâu, phải hành tận ba tên kỳ kiếp để diệt trừ cái không vi tế này. Lúc bây giờ mới lên tới cái bậc là chánh định chánh giác, mới lên tới cái bậc là quả vị Phật thừa. Giả sử ở đây á, chúng ta hãy cẩn thận điều này. Thành ra là khi học là chúng ta nghe, nhận định là có nhận định, nhưng chưa có kết luận. Bởi vì sao? Bởi vì mình là một người phàm. Khi chúng ta học thêm nữa thì chúng ta mới thấy. Rất cảm ơn Hạnh Từ đã đặt câu hỏi ở trong nội dung này. Và thưa quý vị, giờ đây cho thầy trình bày 2 phút nữa để chúng ta kết thúc cái nội dung này ha. Thì lúc bây giờ chúng ta thấy là Ngài A Nan khi đang phân vân như vậy, mặc dù một cái vị đa văn đỡ nhất với cái tài luận biện là sở trường, nhưng mà gặp phải một cái đỉnh cao siêu việt của ngôn ngữ, của sự giải thoát, thì lúc bây giờ không biết lối đi, cho nên Ngài mới sinh rằng là không biết rằng con có nghe nhầm hay không. Nhưng ở đây thưa quý vị, ở đây chúng ta thấy Ngài A Nan phân vân, mà vừa phân vân đó thì cái tiếng trên hư không kia, đây là cái sự mầu nhiệm của kinh điển Đại Thừa dẫn dắt tâm tư chúng ta. Nó tất cả dạng pháp này đều là duyên sanh, đều là duyên sanh. Và Tôn giả A Nan vẫn thực hiện cái chân lý này. Cho nên không lý nào cư sĩ Di Ma Cật hiểu, không hiểu, còn cái vị chư thiên, một cái ông thần nào trên hư không là hiểu hay sao? Cho nên chúng ta thấy cái diệu dụng ở chỗ là các vị đã tự mình tạo ra những cánh duyên để trợ duyên cho chúng ta giải thoát. Thì ở đây Ngài nói rằng bạch Đức Thế Tôn, trí tuệ và biện tài của Di Ma Cật như vậy, con quả thật không đủ khả năng đến thăm bệnh ông ấy. Như vậy 500 vị đại đệ tử của Phật đều kể lại những cuộc gặp bất ngờ của họ với cư sĩ Di Ma Cật mà nói không đủ khả năng để thăm bệnh ông ấy. Dạ xin lỗi các vị, là chúng ta hết giờ rồi. Thôi cho nhận một câu hỏi nữa ha. Dạ mô Phật. Dạ. Dạ thầy cho con hỏi, hàng thanh văn vẫn còn chấp pháp tướng. Như vậy thì tại sao Ngài Di Ma Cật lại nói những cái pháp không? Không sợ họ hoảng sợ về họ. Tại vì khi Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa cũng rất nhiều người bỏ đi. Dạ vâng, thì cảm ơn các vị. Dạ. Thì thưa quý vị, thanh văn họ chấp tướng, còn Di Ma Cật thì giảng pháp không. Tại sao? Bởi vì chấp ở trong pháp tướng nó sẽ mắc kẹt trong pháp tướng. Nếu như không gặp Di Ma Cật để dẫn ra pháp không thì làm sao nó đi vào con đường trung đạo. Còn cái việc mà bỏ đi là gì? Là cái nghiệp lực của chúng sanh, là cái tâm hạ liệt khiếp nhược sợ hãi của cá nhân người đó, đâu phải là lỗi của Như Lai. Cũng giống như giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là như vậy. Thậm chí có người còn phí bán nữa là khác, chứ đừng nói chi là ngay cả thời của Đức Phật còn tại thế, Đức Phật kia còn bị người ta phí bán, chứ đừng nói chi là bình thường. Ngài Xá Lợi Phất đi khất thực, người ta còn hốt gạo, hốt cát bỏ vô trong bình bát của Ngài Xá Lợi Phất. Tôn giả A Nan bị nó ở trên là bị nó quánh u đầu. Ngài A Nan với Đức Phật đi khất thực là cả làng cả xóm đi theo chửi đuổi đi. Tất cả là gì? Là do cái căn khí nghiệp lực của chúng sanh, cái tâm tư hạ liệt. Nhiều sớm thầy có nói đó là gì? Là cái tâm tư hạ liệt của một đứa con mà Đức Phật phải ấn đi vô số phương tiện, cũng giống như một ông vua mà phải ấn đi tất cả những cái phương tiện quyền lực của mình, uy nghi của mình, để cho mặc cái áo của người hốt phân nó lại gần. Chúng ta hãy mở tâm tư của mình ra.
Duy ma cật sơ thuyết là một cái bán kinh rất là siêu việt, rất là tuyệt vời. Nhưng khi chúng ta chưa đủ cái sự thông thái trong này là chúng ta hỏng. Thành ra đây chúng tôi hướng dẫn cho đại chúng là để chúng ta tạm ghi nhận nó, nhưng chúng ta chớ có phỉ báng. Nhưng chúng ta khi chưa thấu hiểu thì cũng chớ có hành trì. Mà chúng ta hãy tạm ghi nhận nó, để rồi khi chúng ta chiêm nghiệm mà chúng ta học tiếp thì chúng ta sẽ tự mình vỡ ra, tự mình thấu hiểu ra. Cái điều này không phải là cái điều mắc kẹt của các vị Phật tử, mà ngay cả chư tăng cũng rất nhiều người. Và nói xin lỗi, bộ kinh này đưa ra tất cả các vị sư Nam tông đều là dị ứng hết. Dị ứng hết. Bởi vì sao? Vì tầm nhìn nó như vậy làm sao họ dị ứng được? Thành ra ở đây thưa quý vị, chúng ta khoan có cái sự biện bác, mà chúng ta hãy ghi nhận nó và chúng ta càng chiêm nghiệm sâu xa hơn. Học pháp khi chưa hiểu thì chớ có phỉ báng, mà hãy tạm ghi nhận điều đó. Và nếu như có khởi lên thì hãy biết rằng mình kinh khí còn quá hạ liệt, cho nên chưa đủ sức lãnh hội những cái giáo nghĩa thâm thâm vi diệu này. Chứ đừng có mà gọi phỉ báng giáo nghĩa thâm thâm của Đức Như Lai, là chúng ta thế nào cũng mang một cái quả báo đọa lạc. Dạ, cảm ơn các vị rất là nhiều. Chúng ta nghỉ giải lao 10 phút rồi chúng ta quay lại với nội dung cao đẳng Phật học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.